Tại sao một cỗ máy quang khắc trị giá 400 triệu đô la Mỹ lại chỉ có duy nhất một công ty chế tạo được bộ phận lõi? Cỗ máy quang khắc EZUV tiên tiến nhất của ASML đã được tháo rời. Bên trong nó có một cụm gương phản xạ mặt cong đường kính 1,2m với độ nhám bề mặt chỉ 0,02 nanomet, tương đương 1/5 đường kính nguyên tử Hardesell. Công nghệ tinh vi này trên toàn cầu hiện chỉ có một công ty nắm giữ, Cao Dài Đức. Tự ống kính phục vụ sứ mệnh mặt trăng Apollo, kính hiển vi phẫu thuật não, hệ thống thị giác cho xe tự hành trên sao Hỏa, đến các cỗ máy quang khắc sản xuất chip, công ty với 179 năm lịch sử này đã dùng ánh sáng để mở rộng ranh giới công nghệ nhân loại. Hiện nay, 90% hệ thống quang học cho máy quang khắc EZUV toàn cầu do Dài độc quyền cung cấp, gương phản xạ của họ đạt độ sai lệch bề mặt cấp độ picomet, tương đương việc kiểm soát độ gồ ghề bề mặt trái đất trong phạm vi 2mm. Mỗi máy EZUV của ASML cần lắp hơn 15 cụm gương của Dài, chỉ riêng hệ thống quang học đã có giá vượt 300 triệu euro. Thỏa thuận hợp tác R&D giữa Dài và ASML yêu cầu kỹ sư hai bên phải làm việc trong cùng một khuôn viên, nhưng được cách ly vật lý để tạo thành tường lửa kỹ thuật, bảo mật tuyệt đối. Dài Multisem, kính hiển vi điện tử đa trùng 61 tia song song, đã tăng hiệu suất lập bản đồ mạng neuron não người lên gấp 60 lần, giúp dự án bộ não người của EZU hoàn thành sớm hơn 5 năm. 32 công trình đạt Nobel, bao gồm cấu trúc xoắn kép DNA và hiệu ứng đường hầm lượng tử, đều dựa vào kính hiển vi Dài. Công nghệ cơ dầu em mới nhất của họ đã đẩy độ phân giải, phân tích cấu trúc pozotin virus xuống mức 1,4 angstrom, góp phần tăng tốc phát triển vaccine mRNA lên 300%. Thiết bị quang phổ bắn phá bằng laser trên xe tự hành sao Hỏa trúc dung sử dụng ống kính chống bức xạ của Dài vẫn giữ được độ chính xác lấy nét 0,1 microsecond ở môi trường lạnh âm 120 độ C. Vệ tinh dò tìm năng lượng tối Euclid mang theo thấu kính siêu nhẹ 1,2m của Dài có hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn kính thường 90%, giúp định vị thiên hà cách trái đất 1,5 triệu năm ánh sáng với sai số nhỏ hơn 0,001 giây cung. Phần mềm đo lường Calypso của Dài định nghĩa logic thuật toán kiểm tra công nghiệp cho 80% nhà máy trên thế giới. Mô hình bù sai lệch 50 độc quyền của họ đã tăng hiệu suất kiểm tra bánh xe tàu cao tốc gấp 5 lần. CRAC phải trả trên 2 triệu euro mỗi hệ thống bản quyền. Trong nhãn khoa, hệ thống laser femtosecond vi số mắc của Dài hiện thực hóa 65% ca mổ cận thị toàn cầu. Công nghệ SmartPozo mới nhất giúp nâng độ chính xác các giác mạc lên 0,1 microsecond, giảm tỷ lệ chói mắt sau phẫu thuật xuống còn 1%. Như CEO toàn cầu của Dài từng nói, chúng tôi không bán kính, chúng tôi bán quyền được nhìn thấy tương lai.